Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Jodipan Vlog. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông để nhận được những video mới nhất. Thông tin tiểu sử Trung Thục Quyền. Người mẫu Trung Thục Quyền sinh vào ngày 18 tháng 10 năm 1987 tại nước Việt Nam. Cô sống và làm việc chủ yếu tại Thụy Sĩ. Trung Thục Quyền xếp hạng nổi tiếng thứ 84.759 trên thế giới và thứ 1.970 trong danh sách người mẫu nổi tiếng. Tổng dân số thế giới năm 1987 vào khoảng 5,018 tỷ người. Trung Thục Quyền được biết đến là một người đẹp tài năng của Việt Nam, sở hữu vẻ bên ngoài nóng bỏng, quyến rũ với số đo 3 vòng cực chuẩn của mình là 83, 60 và 93. Có thể nói, Trung Thục Quyền là một người đẹp khá đặc biệt trong làng giải trí Việt Nam. Mặc dù chưa từng đăng quang tại các cuộc thi sắc đẹp lần nào, nhưng chị lại là người đẹp được chọn làm gương mặt đại diện quốc gia lần thứ 3 tham dự vào cuộc thi sắc đẹp thế giới. Với chiều cao ấn tượng 1m72 vào năm 2005, Trung Thục Quyền từng lọt vào top 10 và giành được giải thưởng người đẹp ăn ảnh nhất tại cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Sau đó, đến năm 2008, chị được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép tham dự Nữ hoàng du lịch quốc tế diễn ra tại Trung Quốc. Trong lần đầu bỡ ngỡ tham dự cuộc thi nhan sắc lớn ở nước ngoài, Trung Thục Quyền đã gây ấn tượng mạnh mẽ với ban tổ chức và các thí sinh khác đến từ nhiều nước trên thế giới bởi vẻ bề ngoài xinh đẹp cùng với tính cách thân thiện và sự tự tin, tài năng động của mình. Sau 3 tuần tranh tài, Trung Thục Quyền đã giành được giải Người đẹp nhân ái và xếp vị trí thứ 7 sau cuộc bình chọn thí sinh được yêu thích nhất trên mạng Internet. Đến năm 2009, chị lại tiếp tục được công ty đào tạo người mẫu PL đề cử dự thi Hoa hậu siêu quốc gia, được tổ chức tại Ba Lan. Sau khi hoàn thành thủ tục xin cấp phép dự thi, Trung Thục Quyền dành nhiều thời gian luyện tập và chuẩn bị cho cuộc thi của mình. Với kinh nghiệm sẵn có cùng với lợi thế về ngoại hình, Trung Thục Quyền đã lọt vào top 15 người đẹp nhất. Và không phải dễ nhiều người thất vọng, Trung Thục Quyền còn dành cho mình 3 giải phụ tại cuộc thi này. Đó là trang phục truyền thống đẹp nhất, gương mặt đẹp nhất và hoa hậu được bình chọn nhiều nhất trên mạng. Sau 2 cuộc thi đầu, Trung Thục Quyền tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi nhận lời mời dự thi cuộc thi Hoa hậu quốc tế năm 2010. Đây là cuộc thi sắc đẹp lớn thứ 4 trên thế giới. Tuy vậy, Trung Thục Quyền đã không đạt kết quả như mong đợi, như chỉ chính thức trở thành người đẹp Việt Nam đại diện quốc gia dự thi quốc tế nhiều nhất. Sau nhiều lần tham gia các cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ, Trung Thục Quyền duy trì hoạt động nghệ thuật trong làng giải trí với vai trò là người mẫu, ca sĩ, xây dựng hình ảnh của một người đẹp nóng bỏng, hiện đại. Vào năm 2011, chị tham gia vào bộ phim truyền hình dài tập Gió Gieo Gió sau khi thử sức với phim điện ảnh vào năm 2012. Trung Thục Quyền tiếp tục phát hành ra album đầu tay mang tên Giấc mơ qua rồi và làm stylist cho tạp chí Đàn ông và Thời trang trẻ. Thời gian gần đây, Trung Thục Quyền hạn chế xuất hiện trong làng giải trí mà dành thời gian tập trung cho công việc kinh doanh tại nước ngoài. Về cuộc sống gia đình của cô, vào năm 2011, Trung Thục Quyền công khai tình yêu của mình với chàng trai Việt kiều người Canada, Philip Lê. Được biết, hai người quen biết nhau từ cuối năm 2010 tại một quán cà phê tại trung tâm Sài Gòn. Sau khi công khai, Trung Thục Quyền thường xuyên xuất hiện bên cạnh bạn trai của mình tại nhiều sự kiện. Có thể nói, chuyện tình cảm của chị khá là ồn ào khi dấy lên nhiều tin đồn của dư luận. Tuy vậy, trải qua nhiều sóng gió, đến nay cặp đôi này vẫn nắm chặt tay nhau và gắn bó với nhau.